Xin chào các bạn đến với kênh Có Thể Bạn Cần. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cỗ máy khổng lồ Baser 1473 nặng gần 4.000 tấn, được xem là một kỳ quan của Đức. 1473, cỗ máy xúc, từng được xem là kẻ thống trị của những hầm mỏ Đức trước khi cỗ máy quái vật lớn nhất thế giới Baser 288 ra đời vào năm 1978. 1473 được sản xuất bởi một công ty máy móc hạng nặng của Đức. 1473 được trang bị tới 10 lưỡi cưa giúp nó có thể cắt sâu tới 15 mét và khai thác được 1.500 mét khối đất đá. 1473 được trang bị động cơ chạy bằng than đá và cỗ máy này có thể thu hoạch lớp than mỏng ở trên bề mặt sàng lọc để được cung cấp nhiên liệu cho chính mình. Cỗ máy khổng lồ này có chiều dài lên tới 171,5 mét và chiều cao của nó là 50 mét, khối lượng lên tới 3.850 tấn. 1473 được trang bị một bánh xích khổng lồ như một chiếc xe tăng, nên nó có khả năng di chuyển với tốc độ là 6 mét trên mỗi phút. Thì thông qua video clip bạn có thể xem tổng quan. Cỗ máy xúc khổng lồ 1473 đã từng được sử dụng tại một hầm mỏ của Đức từ năm 1965 đến năm 2002. Sau đó nó bị bỏ lại ở một cánh đồng và được tái hoạt động vào năm 2003 với nhiệm vụ mới tại một mỏ than khác của Đức. Nó đã phải di chuyển tới 8,5 km để đến được nơi làm việc mới. Nhưng đến năm 2019, 1473 đã ngừng hoạt động hẳn do bị phá hủy và bị hư hại nhiều. Mặc dù 1473 đã nhường ngôi vị cỗ máy xúc gầu quay lớn nhất thế giới cho cỗ máy 288 được sản xuất bởi một công ty Krupp của Đức vào năm 1978, nhưng nó vẫn còn nằm trong danh sách những cỗ máy xúc gầu xích khổng lồ nhất. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất.